Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với NT Studio. Hiện tại thì ở trên bàn mình đây đang có 4 chiếc máy đến từ nhà Google: Pixel 4a 5G, Pixel 5a 5G, Pixel 6 và Pixel 6 Pro. Hiện tại những chiếc Pixel đến từ nhà Google đang được giảm giá khá là sâu tại ClickBuy. Các bạn muốn tham khảo thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả của video này nha. Đầu tiên thì mình sẽ đến với chiếc Pixel 4A 5G này. Thì hiện tại chiếc máy này đang được giảm giá còn 4.190.000 đồng tại QuickBuy. Và với giá này thì nó có gì thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Với mức giá này thì chiếc Pixel 4A 5G này đang thuộc phân khúc tầm trung và kích thước cũng như là cái thiết kế của nó là các góc được bo tròn mềm mại như thế này. Mặt lưng của nó cũng được hoàn thiện từ nhựa. Đây là một cái chất liệu quá phổ biến cho những smartphone tầm trung. Đó là về phần thiết kế, khi mà quay lên mặt trước thì chúng ta sẽ có một màn hình kích thước là 6.2 inch, tấm nền là tấm nền OLED và độ phân giải là Full HD+, tần số quét của màn hình này thì chỉ là 60Hz mà thôi. Đây là một tần số quét quá là bình thường đối với những smartphone tầm trung rồi. Bên cạnh đó thì máy còn có hỗ trợ HDR, độ sáng hay là màu sắc hiển thị trên chiếc máy này cũng nằm ở mức khá là ổn. Về phần cấu hình thì chiếc Pixel bộ a 5G này sở hữu con chip Snapdragon 765 5G, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB và không có thêm tùy chọn bộ nhớ nào nữa cả. Với con chip này thì nó là quá phổ biến với những smartphone tầm trung rồi, trải nghiệm những cái tác vụ cơ bản hàng ngày nó vẫn cho các bạn một cái độ mượt mà ổn định. Còn chơi game thì cũng gọi là đáp ứng được những tựa game phổ thông như là Liên Quân hay là PUBG Mobile, nên là các bạn cứ yên tâm nó nhé. Về phần camera thì Pixel 4 a 5G có camera kép bao gồm camera chính là 12.2 megapixel, camera góc siêu rộng là 16 megapixel. Chất lượng hình ảnh thì khá là ấn tượng, đủ để các bạn đáp ứng nhu cầu chụp ảnh hay là quay video bình thường. Nước ảnh của Pixel từ trước đến nay được gọi là không quá ảo và nó thiên về cái màu sắc trung thực nhiều hơn. Cho nên thì đối với camera của chiếc Pixel 4 a 5G này nó vẫn đáp ứng đủ tốt, đầy đủ nhu cầu dành cho các bạn. Còn về dung lượng pin thì Bisol i 5G sở hữu viên pin có dung lượng là 3865mAh, có sạc nhanh 18W theo chuẩn PD. Với dung lượng pin này thì các bạn sử dụng các tác vụ cơ bản hàng ngày vẫn cho các bạn thời lượng sử dụng trong một ngày nhá. Nói chung thì tầm giá này chiếc máy này vẫn đáng để các bạn lựa chọn. Và chiếc máy tiếp theo đó chính là Pixel 5 a 5G Hiện tại thì chiếc máy này đang được giảm giá còn 4 triệu 900 Thiết kế của chiếc máy này được hoàn thiện từ kim loại chứ không phải là bằng nhựa nhám đâu nha Khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta cứ nghĩ là nhựa nhám Nhưng mà thực ra Google đã phủ một lớp nhám lên cho nên nhìn vào mắt thường chúng ta cứ nghĩ đó là làm bằng nhựa mà thôi còn về phần màn hình của 5A 5G thì có kích thước màn hình là 6.34 inch, độ phân giải là Full HD+ và tấm nền là tấm nền OLED. À, có hỗ trợ luôn cả HDR10. So với số 4A thì số 5A được nhiều người dùng yêu thích cũng như là lựa chọn hơn vì cái độ hoàn thiện của nó tốt hơn. Về phần cấu hình thì 5A 5G sở hữu con chip Snapdragon 765G 5G, RAM của nó là 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Và tương tự như Pixel 4a thì đối với Pixel 5a 5G thì các tác vụ cơ bản hàng ngày vẫn cho các bạn được cái sự mượt mà, ổn định, nhanh chóng, không có vấn đề gì để nói đến cả. Còn chơi game thì cũng sẽ nằm ở mức ổn. Đương nhiên là vì là con đẻ của nhà Google cho nên việc máy được hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài và nhanh chóng là điều đương nhiên xảy ra. Về phần camera thì Pixel 5a vẫn là camera kép với camera chính là 12.2 megapixel, camera góc siêu rộng là 16 megapixel, có chống zoom quang học OIS, quay video 4K 30 60 fps. Màu sắc thì chắc chắn là sẽ thiên về trung thực, chi tiết của nó khá tốt, nói chung là ổn. Với dung lượng pin là 4860 mAh thì Pixel 5a 5G sẽ đáp ứng đủ thời lượng một ngày dành cho các tác vụ cơ bản khi mà các bạn sử dụng. Còn chơi game thì cũng không lo bị tụt pin nhanh đâu nhé và chiếc máy thứ ba đang được giảm giá khá sâu đó chính là Google Pixel 6. Hiện tại máy giảm giá còn 7, ,7 triệu 7 mà thôi, vẫn đang nằm ở phân khúc tầm trung. Với thiết kế các cạnh được bo tròn, phần thanh camera thì đây không phải là cái phần camera được thiết kế liền mạch với mặt lưng mà nó được thiết kế tháo rời. Về phần màn hình thì Pixel 6 có kích thước là 6.4 inch, tấm nền là AMOLED, tần số quét màn hình là 90Hz, độ phân giải là Full HD+, có hỗ trợ HDR10+, nữa. Khi mà mình vuốt chạm trên chiếc màn hình này thì nó vẫn đáp ứng được cái sự ổn định này, nhanh nhạy và mượt mà, không có vấn đề gì hết. Còn về độ sáng thì chiếc máy này có độ sáng không quá cao đâu, nhưng mà vẫn dễ dàng sử dụng ngoài trời nên các bạn cứ yên tâm nhé. Về phần cấu hình thì Pixel 6 sở hữu con chip Google Tensor tiến trình 5 nanomet, RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128 và 256GB. Cấu hình này thì đối với các tác vụ cơ bản hàng ngày nó vẫn có sự mượt mà, ổn định, nhanh chóng, nhanh nhẹn không vấn đề gì hết. Còn về chiến game thì nó cũng sẽ ngang với con chip Snapdragon 888, cho nên là chiến game thì cũng sẽ ổn định, ok, ờ, gọi là ở mức trung bình khá thôi. Nhưng mà máy cũng sẽ bị ít nóng lên, thế nên là cái việc trải nghiệm game trên chiếc máy này cũng sẽ không có gì đáng nói đến khi mà các bạn chơi game đâu nhá. Còn về phần dung lượng pin thì nó sẽ có dung lượng là 4.164mmh vẫn đáp ứng đủ nhu cầu thời lượng một ngày dài cho các bạn khi sử dụng các tác vụ cơ bản hàng ngày. Cuối cùng đó chính là Pixel 6 Pro. Ờ, hiện tại thì chiếc máy này đang giảm giá còn 9, ,9 triệu 9 đối với máy cũ và 13 ,9 triệu 9 đối với máy mới chính hãng. Mức giá này thì mình cảm thấy nó vẫn gọi là ok, phù hợp dành cho các bạn. Về phần thiết kế thì chúng ta cũng có thể thấy được là nó tương tự như là thiết kế của Pixel số 6 ở khung viền kim loại này, mặt lưng kính nhưng mà điểm yếu của nó đó chính là dễ bám dấu vân tay cũng như là mồ hôi lên trên mặt kính này khá là bẩn. Các bạn có thể đeo úp vào để có thể tránh trường hợp này xảy ra nhé. Có hai điểm để chúng ta phân biệt giữa Pixel 6 và Pixel 6 Pro. Thứ nhất đó là về kích thước thì chắc chắn là Pixel 6 Pro sẽ lớn hơn một chút. Và thứ hai khi mà nhìn vào thay camera chúng ta sẽ thấy được là camera của Pixel 6 Pro có thêm một ống kính tiềm vọng ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lên mặt trước và nói về phần màn hình của Pixel 6 Pro nhé. Với kích thước là 6.7 inch, một màn hình khá là lớn, tấm nền là LTPO AMOLED, độ phân giải là 2K+, cộng, nó khác hẳn với Pixel 6. Tần số quét màn hình đã được nâng từ 90Hz lên 120Hz. Màn hình của Pixel 6 Pro thì có độ sáng là tương đối tốt. Hình ảnh trên màn hình này thì khá là đẹp cũng như là chân thực, phát huy được tối đa các video 4K, 8K. Về phần cấu hình thì Pixel 6 Pro vẫn sở hữu con chip Google Tensor tiến trình 5 m RAM là 12GB và bộ nhớ trong là từ 128 đến 512GB. Và dĩ nhiên thì các tác vụ cơ bản hàng ngày trên chiếc máy này đặc biệt kèm theo với tần số quét màn hình 120 Hz nữa cho nên là cái sự mượt mà nhanh nhạy trên chiếc màn hình này, trên chiếc máy này thì nó gọi là quá là ok rồi. Còn với chiến game thì cũng không có gì để nói cả tại vì nó cũng sẽ tương tự với Pixel 6 thôi. Nhưng mà với tần số quét màn hình là 120 Hz cho nên là cái việc các bạn thao tác di chuyển trên màn hình này nó sẽ có độ nhanh nhạy mượt mà hơn rất là nhiều. Và trong quá trình chơi game thì cũng sẽ không bị nóng quá và cũng không ảnh hưởng gì đến trải nghiệm game của các bạn đâu ha về phần camera thì so với phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta nhìn vào thiết kế chúng ta cũng đã thấy rõ ràng rồi Pixel 6 Pro sẽ được trang bị thêm cụm ba camera với camera chính là 50 megapixel, camera off siêu rộng là 12 megapixel và bổ sung thêm camera cảm biến tele 48 megapixel nữa, khả năng dung quang 4x, quay video 4K 60fps, hình ảnh thu được có tính sống động này, màu sắc chân thực và có độ chi tiết cao. À, có một điều là máy có thể tự động chỉnh sửa hậu kỳ bức ảnh nữa, cho nên là các bạn chỉ việc lựa chọn bức hình ưng ý mà thôi nhé. Pixel 6 Pro có dung lượng pin là 5000mAh, có tốc độ sạc khá là nhanh qua cổng sạc USB PD 3.0 và có sạc không dây chuẩn sạc chi. Thời lượng sử dụng của nó thì vẫn sẽ được một ngày dài dành cho các bạn khi mà sử dụng các tác vụ cơ bản hàng ngày vậy là trên đây là những chiếc pixel đang được giảm giá khá là sâu cũng như là nó đá để các bạn sở hữu các bạn có thể tham khảo qua để lựa chọn cho mình một chiếc google pixel phù hợp với bản thân nhé còn bây giờ thì đừng quên để lại một like một subscribe cho nt studio nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo